Xin chào quý vị và các bạn. Một hôm tôi có duyên gặp được một người phụ nữ cùng con nhỏ đến chùa Non Nước ở Ninh Bình để thả phóng sinh cá xuống sông đáy, và thấy vợ chồng người thuyền trài dùng kích điện để bắt những con cá vừa được phóng sinh. Tôi đã ghi lại những hình ảnh ấy thấy được để quý vị xem, và tôi xin mạo muội được gửi tới quý vị và các bạn cách thả phóng sinh thế nào cho đúng và ý nghĩa của việc thả phóng sinh mà tôi đã đọc được. Việc phóng sinh theo Phật giáo nhằm mục đích trưởng dưỡng tâm từ bi, tức là nuôi lớn tâm từ bi đối với mọi loài chúng sinh. Nếu giữ giới không sát sinh, ngăn ngừa việc ác, lại vừa phóng sinh, làm nhiều việc thiện, thì phúc đức và công quả lớn gấp bội. Việc phóng sinh chỉ có ý nghĩa ba la mật. Ý nghĩa của chữ ba la mật dùng để chỉ những phẩm tính của Bồ Tát trên đường tu tập. Vì thế việc phóng sinh khi chỉ có lòng thương xót các loài vật đang lâm nạn, chứ không phải vì cầu phúc cho mình hay cho thân nhân hay vì phô trương. Do đó không nhất thiết phải mang các con vật đó đến chùa làm lễ quy hay cầu an hay cầu siêu, nghĩa là tùy duyên. Chúng ta gặp các con vật đang bị nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta tìm mọi cách có thể để cứu giúp. Như khi con kiến bị sa vào vũng nước, chúng ta vớt nó lên và để vào chỗ khô, không nguy hiểm đến tính mạng của nó. Như bỏ tiền ra mua con chim, con cá rồi thả liền, càng sớm càng tốt để cứu mạng sống của chúng tức thời. Tuy nhiên, đôi khi vì danh lợi, vì phô trương, vì thiếu hiểu biết chính pháp, chúng ta tưởng đâu việc thả phóng sinh là Phật sự, hóa ra là ma sự. Tưởng đâu phóng sinh là có phúc, hóa ra là vô tình sát hại sinh mạng của các con vật đáng thương kia. Vì muốn phóng sinh nhằm tạo phúc mà người phóng sinh lại vô tình thúc đẩy người khác tạo nghiệp ác, như lăng lưới bẫy để bắt chim, bắt cá, nói chung là loài vật để bán cho chúng ta. Chúng ta nên đến đâu để phóng sinh? Phóng sinh loài nào? Loài nhỏ thì bị loài lớn ăn thịt, phóng sinh loài lớn thì bị con người giết thịt. Nếu là cá thì có người câu răng lưới kích điện, nếu là chim thì bị bẫy răng lưới dùng súng bắn. Ở các chợ chim, cá hiện nay phần lớn do con người nuôi ở các ao vườn. Những con này cơ bản không thích nghi với những môi trường tự nhiên. Mua chúng về phóng sinh là chúng ta giết hại chúng vậy. Hơn nữa, loài vật có thói quen của chúng, nếu thả chim, cá ở môi trường tự nhiên, chúng sẽ không quen mưa gió, không tìm được thức ăn nước uống, chúng sẽ chết. Nếu thả chim trong thành phố, chúng sẽ sợ con người, không tìm được thức ăn nước uống cũng chết. Trong những trường hợp như vậy, thử hỏi có cần phóng sinh hay không, có nên phóng sinh hay không. Tóm lại, mục đích của chúng ta thả phóng sinh loài vật là trưởng dưỡng tâm từ bi. Số phận của các loài vật được phóng sinh tùy thuộc vào phước duyên và nghiệp báo của chúng. Miễn là khi phóng sinh, chúng ta chỉ cần tận tâm, tận lực và thành tâm cầu cho chúng được thoát nạn và thoát kiếp trong các con đường đau khổ địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Video này xin dừng ở đây. Xin chúc quý vị và các bạn an lành và trưởng dưỡng tâm từ bi, sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Nếu quý vị và các bạn thấy video này có ích thì hãy chia sẻ ngay cho mọi người để mọi người tránh được việc tạo nghiệp ác. Quý vị và các bạn cũng được thêm phước báu, trưởng dưỡng lòng từ bi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video sau. Chào tạm biệt. Bye.